Vâng, em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh của Tuổi Hải Phòng. Ngày em thì có rất nhiều Matiz, Spark hay những cái dòng xe hatchback một đầu đang được tập trung tại cửa hàng bên em. Nhưng ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho các bác chi tiết hơn về một cái chiếc xe mà tập lái tránh mưa tránh nắng thôi. Một chiếc xe cũng khá là cứng xe. Một chiếc xe khá là ok cho mọi người và quý khách hàng bà con của bác. Đây, rất nhiều những cái dòng xe mà Matiz hay Spark, nhưng ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ đi sâu, đi sát hơn về cái chiếc xe này. Vậy thì quý khách hàng, bà con của bác chị em nào có nhu cầu về cái chiếc xe như thế này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh của Tuổi Hải Phòng. Vâng, hôm nay Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho các bác một chiếc xe Matiz SE 2007 phiên bản số sàn máy 0.8. Một chiếc xe còn quá là ok và quá là cứng xe cho mọi người. Với cái giá bán chỉ có 65 triệu đồng thôi thì quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc Matiz SE 2007 số sàn, trang bị 4 bánh na răng đúc đầy đủ hết theo xe. Và chiếc xe thì đang đeo biển Hà Nội 29A88357, sơn xi màu trắng, cực kỳ ok cho mọi người. Với cái dòng Matiz này thì là một trong cái dòng xe mà nó khá là nhỏ gọn và đặc biệt là khá tiết kiệm nhiên liệu. Xăng thì không thể nào ăn đến khoảng quá 5 lít rưỡi trên 100km được các bạn nhé. Vâng, Matiz thì quá là nhiều, nhưng mà Tuấn Anh thường thường là chọn những cái chiếc xe mà nó quá là cứng xe để quay lên cho tất cả mọi người. Đó, biển Hà Nội, anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn mua chiếc xe này về thì cũng khá là ok cho mọi người. Nói thật là cái biển Hà Nội mà cái dòng xe nó chỉ có mấy chục triệu đồng như thế này thôi thì chúng ta cũng nên để cái biển như này mà đi. Thực ra thì nó chỉ có vài chục triệu đồng thôi. Còn đâu rất nhiều bác quan tâm rằng bảo là xe bây giờ thì nó không chính tên chính chủ thì công an sẽ bị phạt với cái tội không chính tên chính chủ. Nói thật với các bác thì ở Việt Nam thì rất khó thực hiện những cái phương án như vậy. Khi mà xảy ra những cái gì đó, vấn đề về tai nạn nghiêm trọng thì công an mới đi vào điều tra thôi. Còn đâu thực ra để chúng ta chạy trên đường hay là có những cái va quẹt nhỏ thì thực sự là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đó, về dòng Matiz này thì hầu như là từ những năm rất là xa xưa, từ 2007 đến giờ mà những cái dòng xe mấy chục thì hầu như bọn em mua thì không có cái vấn đề gì, không có cái những cái chứng minh thư hộ khẩu của chủ xe hay là ấy. Nhưng bên em vẫn cam kết cho các bác bằng giấy tờ văn bản là chiếc xe không tranh chấp pháp luật, không phạt nguội, nếu có vấn đề gì thì bên em sẽ có trách nhiệm bồi hoàn tiền và đến tận nhà các bác lấy xe. Vâng, 65 triệu cho một chiếc xe Daewoo Matiz 2007 biển Hà Nội như thế này. Chiếc xe được trang bị 4 quả bánh na răng đúc khá là đẹp. Lâu lâu thì Tuấn Anh không quay đi Matiz, bởi Matiz thì em quá nhiều. Nhưng mà với chiếc xe này thì nó còn khá là cứng xe nên là Tuấn Anh cũng tranh thủ muốn quay lên cho tất cả mọi người để các bạn có thể là biết được nhà em vẫn có những chiếc xe Matiz rất là đẹp. Ở Matiz thì nó chỉ loanh quanh tầm 60, 66, 65 thôi. Rất nhiều. Ví dụ như trước bên đây nó chỉ có 60 triệu thôi. Biển 12A này, 04914 thì chỉ có 60 triệu thôi. Đó. Nhưng và Tuấn Anh sẽ đi quay kỹ hơn về chiếc xe này. Nói về thân vỏ của chiếc xe thì dòng Matiz thì mình không thể tránh được những cái va quẹt xước sát bên ngoài. Tỉa lại sơn hay sơn zin thì cũng không còn nữa rồi. Nói luôn, keo chỉ thì lôm nhôm. Nhưng quan trọng là cái dòng này thì để mà nói về đòi hỏi về cao thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi cao được. Vì sao con xe nó còn quá là sạch sẽ, quá là chất lượng và nó quá cứng xe, máy êm gầm chắc. Nói chung là chạy không bị chết máy đường dài. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta đang có nhu cầu thôi. Vâng, sơ xi bên ngoài thì được dán những cái bộ tem cũng khá là hợp lý cho mọi người. Vì chỗ này là địa thế có hơi chật hẹp. Bây giờ mình em đánh hết cả cái dàn xe này ra thì mới lôi được một con xe ra để quay thì nó vãi hết cả mồ hôi. Nhưng mà thôi thì Tuấn Anh quay đây thì nó hơi chật hẹp một tí, nhưng mà nó cũng rất đủ độ để chúng ta có thể kiểm tra về chiếc xe này. Đó, la răng đúc của chiếc xe thì la răng đúc 4 bánh nhá. Đó, la răng đúc 4 bánh này. Chiếc xe thì được trang bị đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Và tất cả về từ nội thất chiếc xe cho đến tất cả mọi thứ của chiếc xe thì khá là ok cho mọi người. Đó, keo chỉ chiếc xe thì em chỉ tính con này keo chỉ lôm nhôm thôi, chỗ còn chỗ mất. Vì cái dòng này thì nó thật là không tránh được những cái va quẹt bên ngoài. Quan trọng là cái máy gầm của nó thì quá ok để chúng ta có thể sở hữu nó thôi. Nội thất thì được trang bị nội thất ghế da màu đen, trần nỉ nguyên bản theo xe. Cam kết cho anh em là nó không có đâm đụng tai nạn vào những cái phần cột kèo như thế này. Không có đâm đụng tai nạn vào những cái phần cột kèo như thế này nhé các bạn nhé. Rất ok cho mọi người. Vậy thì quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em nào có nhu cầu muốn sở hữu về cái chiếc xe Matiz như thế này thì đây là một chiếc xe cũng khá là hợp lý cho mọi người, khá là chất lượng để cho chúng ta có thể sở hữu chúng nó. Một chiếc Matiz còn quá là êm, quá là chất lượng cho mọi người, với cái form dáng rất trẻ trung, năng động như thế này thì chúng ta cũng có thể là sở hữu nó một cách rất là ok. Vô lăng của chiếc xe thì được trang bị vô lăng 2 chấu, bản này là bản SE, còi rất là to và lái thì lái điện, kính điện đằng trước các bạn nhé. Tất cả cái đường keo chỉ của nó chỗ còn chỗ mất đây. Tuấn Anh cũng không nói là keo chỉ zin hay là không zin, nhưng quan trọng là cái cột kèo của nó. Cột kèo của nó còn nguyên bản, tức là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng tai nạn nặng. Đó, còn đâu va quẹt xước sát sơn xi thì mình không tránh được. Nội thất chiếc xe thì quá là
là sạch sẽ và đẹp đẽ rồi, đúng không ạ? Nội thất chiếc xe thì khá là sạch sẽ và đẹp đẽ rồi. Đấy, để chúng ta có thể sở hữu nó thôi. Đây ạ, đây là phần ghế đằng sau. Với dòng Matiz thì được trang bị nội thất phía đằng sau là nội thất để ghế da, và hai kính điện của nó là hai kính điện quay tay, hai kính quay tay. Quên, xin lỗi, lại hai kính điện quay tay thì nó lại đối nghịch nhau quá. Tất cả này, cột kèo của nó còn rất là ok và rất ổn định cho mọi người, đúng không ạ? Rất ok và rất ổn định cho mọi người. Vâng, với số tiền chỉ có 65 triệu thôi. 65 triệu mà quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc xe Daewoo Matiz 2007 số sàn, một chiếc xe còn quá mới như thế này, một chiếc xe còn quá dễ sử dụng như thế này, thì quý khách hàng cũng có thể là sở hữu nó một cách rất là ok để có thể là sở hữu nó được rồi. Chúng ta cũng không phải bàn cãi gì nhiều về chất lượng của chiếc xe này nữa. Đây, đây là phần khoang cốp của chiếc xe này. Chiếc xe thì vẫn được còn trang bị một cái giá để hàng trên cao. Tất nhiên thì qua thời gian sử dụng thì nó cũng hơi bị móp méo một tí. Tiết kiệm của lốp dự phòng, đồ đạc tháo lốp của chiếc xe thì còn đầy đủ hết theo xe luôn các bạn nhé. Đó, với cái tầm tiền chỉ có hơn 100 triệu, chưa đến chỉ có mấy chục triệu, quên lại, hơn 100 triệu, 65 triệu thôi thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe này. Còn rất là cứng, đây, gầm nó đây. Đấy, có thể là quay thực tế luôn nhé. Đấy, tất nhiên nó không thể tránh được những cái vết han gì thôi. Đấy, và đây là cái phần giá đỡ phía sau. Đấy, rất là ok cho mọi người, rất là ok cho mọi người đấy. Rồi chúng ta sẽ lên xe và lổ máy lên chạy thử về chiếc xe này, xem chất lượng máy móc của nó thế nào, có ổn định hay không. Để cái nó phải lổ ngay, chứ còn đâu cái dòng mà để phải kích mới để. À xa. Điều hòa khá mát luôn các bạn. Điều hòa khá mát này. Tất cả hệ thống kính điện của nó còn lên xuống một cách rất ổn định luôn. Nói chung là dòng Matiz thì nó chỉ có hai kính điện phía trước thôi, còn phía sau thì nó vẫn là quay tay. Thực ra dòng Matiz này nó không có cái gì gọi là nhiều option cả. Gạt mưa phun nước của chiếc xe này khá là ổn định, mà giá thì chỉ có 65 triệu thôi. Điều hòa mát, nếu anh em nào thích thì về lắp thêm cái màn hình vào đây. Cổ số của nó còn khá đẹp luôn. Vô lăng của nó cũng khá đẹp cho mọi người. Còi to. Còi to, rất ok cho mọi người. Nội thất phía sau của nó cũng khá là hợp lý. Nói chung dòng Matiz này thì các bạn biết là mua về chỉ gọi là tránh mưa tránh nắng thôi, chứ cũng không có gì mà phải là cao sang, không có gì về sĩ diện với lại đời cả, đúng không ạ? Quan trọng là khi chúng ta đi dời nắng, khi chúng ta đi dời mưa mà chở con nhỏ, nó là cái tiện dụng của chúng ta, nó là cái tiện lợi của chúng ta thôi. Tất cả mọi thứ của chiếc xe còn rất là ổn định và rất là đẹp cho mọi người. Gạt mưa cứ lúc nào cũng đều đều này rồi đấy, rất là ok đúng không ạ? Rất là xịn sò luôn, nước nôi rất là nhiều luôn. Và đặc biệt thì dòng này nó lại khá tiết kiệm nhiên liệu, khá tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, mức xăng của nó thì ăn như ngửi luôn. Đấy. Giờ chúng ta sẽ xuống mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra về máy móc của chiếc xe, xem chất lượng máy của nó thế nào. Gầm thì chúng ta xem rồi, giờ quan trọng là cái phần máy thôi, máy của nó để như thế nào để chúng ta có thể xem nó có ổn định hay không thôi. Con này thì máy móc của nó thì khá là ổn định, khá là ok cho mọi người. Máy lổ khá êm nhá, được trang bị khối động cơ MTEC 0.8 và mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì không thể quá 5,5 lít trên 100 km được. Máy móc không có tí hơi thừa nào, lòng máy cực kỳ sáng luôn. Đấy, rất ok cho mọi người, rất xịn sò cho mọi người. Đó, vậy thì quý khách hàng, bà con, các bác anh chị em nào có nhu cầu về cái chiếc Matiz SE2 này, 7 số sàn mà giá chỉ có 65 triệu thôi. Đấy, máy lổ, quài kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, rượi. Đấy, thì chúng ta mua. Đấy. Nó quá ok cho mọi người, đấy, quá xịn sò cho mọi người. Tất cả đều rất là ok. Nhà em thì rất nhiều những dòng xe như thế này. 60 cũng có, 70 cũng có, mà không có 70, chỉ có 60 triệu, 60, 65 và 66 triệu thôi. Là những cái dòng xe Matiz, hay cao lên một tí thì chúng ta có những cái dòng xe Spark. Cao hơn tí chúng ta có dòng xe Spark nhá. Đó, ví dụ như Spark thì nó rơi vào tầm khoảng 87, 88, 90, loanh quanh tầm như vậy. Hay là Kia Morning, Morliec, i10, i-miếc thì em có rất nhiều. Và cảm ơn tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Ví dụ như chiếc xe bên đây thì nó chỉ có khoảng tầm 119 triệu đồng thôi. Một chiếc xe số sàn 2012, đăng ký 2013 nhé, Enon. Hay một chiếc xe số tự động đời 2010 như chiếc xe Tubi MK đây, thì nó chỉ có 125 triệu thôi. Đó, hay là e-Morning, hay là Spark. Đó, rất nhiều. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con đã quan tâm và theo dõi đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo của chương trình.